Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tụi mình đi Joshua Tree. Tụi mày đi được cãi đâu anh. Trời đất ơi. Vlog này tục quá, xin lỗi mọi người. Nếu các bạn chưa biết thì video này tụi mình sẽ đi chơi ở cái chỗ mà Sơn Tùng quay MV Hãy Trao Cho Anh á. Chỗ đó tên là Joshua Tree. Joshua Tree là một cái công viên quốc gia nằm ở bang California, là cái chỗ mà mình quanh đỏ. Joshua Tree là một cái sa mạc rất là to. Và buổi tối các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều sao, tại vì ở ngoài đó không có bị ô nhiễm ánh sáng. Tại vì cái chuyến đi này chỉ có 2 ngày 1 đêm thôi, cho nên là tụi mình cũng không có đem nhiều đồ ăn với nhiều nước. Còn đây là cảnh tụi mình bỏ đồ lên xe chuẩn bị đi nè. Nãy chưa nói, giờ tụi mình sẽ đi ăn phở Holic. Vô, mọi người, yeah. Buổi sáng mình chưa có khởi động khớp. Quả dếu. Người thắng cuộc trong trò quánh tù xì hồi nãy muốn ăn phở, cho nên là hôm nay tụi mình sẽ đi ăn phở. Này là phở Holic nè. Ok, sau khi ăn xong thì tụi mình sẽ đứng lên và đi qua siêu thị để mua thêm ít đồ. Đây là mình với Quân đứng trong siêu thị lựa coi nên mua thêm bia gì. Đi siêu thị xong thì mình sẽ ghé qua quán cà phê Trung Nguyên để mua cà phê uống. Đây, một ly sáng tạo 4 đá. Đây là khung cảnh ở trong tiệm cà phê Trung Nguyên mới mở. Theo mình biết thì tiệm này chỉ mới mở được có 2-3 tháng thôi và cà phê rất là ngon, cho nên là ngày nào cũng đông giống vậy hết. Như các bạn đã biết thì VinFast có nhập xe qua Mỹ và bữa nay VinFast là một cái event ở ngay cà phê Trung Nguyên luôn để cho mọi người lái thử xe. Mua cà phê xong thì tụi mình lên đường thôi. Từ chỗ mình tới Joshua Tree lái xe tầm 3 tiếng rưỡi. Và đường đi thì cũng không có gì gọi là xuất sắc hết á, nhưng mà đây, cảnh nè. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Tấm chuyện. Theo như phản ứng của mọi người trên xe thì các bạn cũng đã hiểu. Con đường này nó là đường đất và nó rất là dài. Trước khi mà vô tới được nhà thì tụi mình phải băng qua cái đường này. Và sau một hồi lái xe cực khổ thì tụi mình cũng đã tới nơi. Ok, và sau 3 tiếng rưỡi lái xe thì tụi mình đã tới cái Airbnb ở Joshua Tree. Giờ tụi mình sẽ vô và coi nó trong đây nó như thế nào. Cái gì vậy? Nóng quá. Ui, nóng. Nóng thật. Khủng quá. Phải không vậy? Chỉ nghèo không? Không, phải nhà mình đâu em. Không phải nghèo. Để một cái xe về chứ. Ok, mình sẽ quay cho các bạn nhà mình ở như thế nào. Thì đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Phòng này thì có một cái giường tầng 3 người ngủ được. Đây là phòng ngủ thứ hai. Hello. À, mày đâu ra chui vậy? Đây là phòng khách. Và đây là phòng ngủ thứ ba. Qua coi kiến này làm cho mình giải luôn á. Giải chứ. Không bao giờ bảo tay hết em. Đâu nhỉ, study ơi. Sau đó thì tụi mình sẽ đi qua cái nhà phụ ở kế bên. Cái nhà này thì họ thiết kế để tụi mình vô chơi, giải trí. 9, 3, 8, 2. Có sao thăng gì không? Không, đúng rồi. Vô. Vô. Có sao, sao không vô được. Có sao mà sao sao quá vậy. Má tao đang tính kêu là sao tối vậy nhưng mà tao đang đeo kính đen. Sao nó 46 độ gì vậy? Mở đèn. Ok, ok. Ngắm sao? Gàng gàng. Ngắm sao? Chơi Pac-Man. Oh yeah. Vô quá đóng bàn nè Quân. Ê, có một bàn nè, có một bàn nè. Bị lắc nè. Rồi. Để mà.
Oh yeah. Sao một hồi chill trong nhà chơi bài thì tụi mình sẽ mình sẽ ra đây chill tiếp. Tại vì bây giờ trời buổi chiều rồi cho nên là nó bớt nắng, bớt nóng rồi. Không, nó bớt nóng rồi, nó vẫn còn nắng. Và sau một hồi ngồi chơi trong nhà thì tụi mình ra đây. Đây là phòng ngủ thứ tư. Yeah, và tụi mình ngồi đây chill, ngồi thư giãn thôi, ngắm hoàng hôn, chuẩn bị lát nữa ăn tối. Còn đây là 7 đứa tụi mình đang coi thử coi kéo cái màn lên như thế nào. Tại vì cái đồ kéo màn nó bị hư cho nên là tụi mình phải nghĩ cách. Mặt trời lặn rồi thì tụi mình làm đồ ăn tối thôi. Tụi mình cũng không làm gì phức tạp hết đó, chỉ mang thịt theo nướng thôi. Xong rồi có mấy cái đồ ăn phụ nhỏ nhỏ bên ngoài á, rất là đơn giản. Như mình đã nói thì ở đây là sa mạc cho nên là không có bị ô nhiễm ánh sáng. Tối tụi mình ăn xong tụi mình sẽ ra đây ngồi và ngắm sao. Điện thoại mình không có bắt được sao nhưng mà nhìn nó giống vậy nè. Giỡn minh họa thôi nhưng mà thật ra là nhìn giống như thế này luôn nè. Mắt thường nhìn là y như vậy luôn á. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the